Buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lời Chúa và anh chị em chúng ta cùng xem lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 133. Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Lành do Tetanti. Nhanh tay nhấn đăng ký để nhận video mới. Chúng ta cùng xem lời Chúa, chúng ta cùng nhau chung đọc ở trên màn hình. Chúng ta cùng khởi sự. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến chôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹp môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Trong sách Thi Thiên thì lời của Chúa cho chúng ta biết một cái nguyên tắc rất là quan trọng để chúng ta cũng nhận được một cái phước hạnh và sự sức giàu từ nơi Chúa. Ông bà anh chị em hiểu như thế này, đó là có những cái phước hạnh nó mang tính cá nhân, có những cái phước hạnh nó mang tính tập thể. Có những việc không cần tập thể Chúa vẫn làm, nhưng mà có những việc không có tập thể Chúa không làm. Đã hiểu không? Có những việc chỉ cần một mình cầu nguyện ở nhà là được, nhưng có những việc mình cầu nguyện ở nhà không được, phải ở trong tập thể thì Chúa mới nhận lời. Và chúng ta biết rằng là Chúa hành động theo cái nguyên tắc như tôi luôn chia sẻ với bạn chị em, là Chúa có nguyên tắc hành động của Chúa trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ cái tự nhiên cho đến cái thuộc linh. Cái trái đất này cũng được vận hành theo nguyên tắc của nó. Mặt trời, mặt trăng, trái đất, các hành tinh đều quay quanh những cái quỹ đạo nhất định của nó, không được phép thay đổi những quỹ đạo của nó. Và chúng ta chỉ việc khám phá cái quy luật của tự nhiên và đi theo quy luật đó thì chúng ta sẽ được phước. Khi nào thì thủy triều lên, khi nào thì thủy triều xuống, rồi khi nào thì mặt trời mọc, khi nào mặt trời lặn, mùa đông như nào, mùa hè như nào. Và khi chúng ta khám phá được tất cả nguyên tắc tự nhiên đó thì chúng ta sẽ chế ngự được cái tự nhiên đấy, làm chủ được cái tự nhiên và được phước từ cái tự nhiên. Và trong thuộc linh cũng như thế, trong thuộc linh cũng có những cái nguyên tắc về thuộc linh tự nhiên mà chúng ta cần phải đi theo nó để chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh và sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa Trời. Ở đây ấy, thì có cho chúng ta một cái nguyên tắc để nhận được sự sức giàu và nhận được sự sống, nhận được phước hạnh, đó là khi anh em ăn ở hòa thuận. Hòa thuận nhau thì thật tốt đẹp hay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, và chảy đến chôn áo người. Aaron là ai? Aaron là thầy tế lễ đầu tiên của dân Israel. Và Aaron, câu chuyện của cuộc đời Aaron có một cái nét đặc trưng, đó là cái cây gậy khô trổ vàng. Cây gậy khô đã trổ vàng. Và khi mà tác giả Thi Thiên lấy hình ảnh về sự sức giàu ở trên Aaron ấy, thì giống như sự sức giàu của Aaron ấy, thì muốn nói rằng cái đấy là điều vô cùng đáng lẽ trước mặt Chúa, vô cùng siêu nhiên và được sự ban phước từ nơi Ngài. Khi mà dân sự của Chúa bước đi trong sự hòa thuận hiệp một với nhau. Và chúng ta biết rằng là trong gia đình của mỗi một chúng ta là những cái đơn vị rất là nhỏ, mà đôi khi cũng không hiệp một, đôi khi cũng xung đột, đôi khi cũng cãi nhau. Cho nên người Việt chúng ta có câu là chồng bác có cái xô. Thế là cũng chỉ trong một cái tập thể lớn ở hội thánh thì có người lớn, người nhỏ, có thanh niên, có nam, có nữ, có người nông dân, có người là làm ăn kinh tế, rồi có tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, các ngành giáo dục nhau. Và khi tất cả mọi người khác nhau ở trong xã hội đến với nhau thì điều đó có nghĩa rằng là mỗi một người khi đến với hội thánh của Chúa thì cần phải nỗ lực rất là nhiều hơn để xây dựng sự hiệp một ở trong nhà của Chúa. Corinto thứ nhất đoạn 1 câu số 10, sứ đồ Phaolô nói như sau: Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ khuyên anh em thầy phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Nan đề của hội thánh Corinto là gì? Hội thánh Corinto, cái nan đề chính của hội thánh Corinto đó là sự so sánh, sự so bì. Bởi vì hội thánh Corinto có rất là nhiều những cái ân tứ, họ có 9 ân tứ thánh linh, nhưng mà rất là lộn xộn.
không ai nghe ai hết. Thì sứ đồ Phaolô phải viết thơ Corinto để viết rằng là anh em có ân tứ thì rất tốt, nhưng mà phải theo sự sắp đặt của hội thánh để cho nó có trật tự. Cái người nào đứng lên nói tiên tri thì sau đó người đấy ngồi xuống và người khác lại đứng lên nói tiên tri. Người này nói tiếng lạ thì phải có người kia thông giải tiếng lạ. Nếu như mà không có người thông giải tiếng lạ thì những người khác ở trong hội thánh thì phải chỉ có cầu nguyện giữa mình, một mình với Chúa thôi, để nó không có lộn xộn ở trong hội thánh. Và nan đề trong hội thánh Corinto đó là gì? Khi mọi người mà có những ân tứ thì những người có ân tứ này có vẻ tỏ ra là siêu phàm hơn những người không có ân tứ thánh linh, lại khinh thường những người không có ân tứ thánh linh. Hoặc là khi mà ở đấy thì có nhiều thành phần xã hội, những người giàu thì mang đồ ăn đến thì lại ăn trước, ăn hết những cái đồ ngon, cuối cùng những người nghèo đến không có đồ ăn. Ông Phaolô nói rằng nếu như mà anh em cư xử như thế thì là khinh rẻ hội thánh của Chúa. Bởi vì nếu mà anh em đói thì ăn trước ở nhà đi, trước khi đến hội thánh. Còn nó đến hội thánh mà đói quá mà bao nhiêu đồ ngon mình ăn hết thì những người nghèo không có cái gì để mà ăn thì như thế là khinh thường hội thánh của Chúa. Và ông nói trong Côrintô thứ nhất là đấy không phải là tiệc thánh mà anh chị em ăn. Chính vì thế cho nhiều người đã bị phạt và nhiều người đã bị chết ở trong hội thánh. Nên là hội thánh Côrintô cũng có nhiều những cái nan đề khác. Cả vì hội thánh Côrintô thì sứ đồ Phaolô là người hình thành đến hội thánh, nhưng mà bên cạnh Phaolô thì lại còn có những người khác đến để giao giảng, đến để dạy dỗ lời Chúa. Nhưng mà người ta cũng so sánh là ông Apollo thì giảng hay lắm, ông ấy nói hay lắm, mượt mà lắm, tôi thích đi theo cái ông thầy đấy. Rồi ông khác thì cũng nói, người khác nói tôi thích đi theo cái ông thầy kia vì người đấy sẽ nói hay hơn, cái triết lý ông hay hơn, tôi không thích nghe ông Phaolô nói không hay. Thì nó sẽ tạo ra cái sự phân rẽ ở trong hội thánh của Côrintô. Và sứ đồ Phaolô nói rằng là hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ khuyên anh em phải đồng một tiếng nói với nhau và chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Điều đó có nghĩa rằng là dù cho khi chúng ta có nhiều suy nghĩ, nhiều quan điểm, nhiều tiếng nói, nhưng mà khi hội thánh đến với nhau thì cùng phải đi theo một cái chung, đi theo một cái chung của hội thánh, chứ không phải là tôi thích thế này, tôi thích thế kia, tôi cảm thấy như này phù hợp thì tôi cứ theo kiểu của tôi, còn anh thì kiểu kệ anh. Thì đó không phải là sự hiệp một trong hội thánh. Mà Phaolô nói rằng là để hội thánh có thể nhận được sự sức giàu và sự phước hạnh từ nơi Chúa thì hội thánh cần phải bước đi trong sự hiệp một. Sự hiệp một nó tạo ra một cái sức mạnh rất là lớn, mà như lời của Chúa trong sách Phục Truyền đoạn 32 câu số 30 thì nói rằng một người thì có thể đuổi được 1.000, còn hai người thì đuổi được 10.000. Chúng ta thấy không? Chỉ thêm một thì con số đã lên gấp 10. Thế còn ba người thì đuổi được bao nhiêu? Không phải là con số cộng. Một người thì đuổi được 1.000. Đấy, như vậy là một là đã đánh được cấp bao nhiêu lần mình? Mức 1.000 lần mình phải không? Nhưng mà nếu mà thêm một người nữa thì đến 10.000. Thế thì ba người là bao nhiêu? 100.000. Và bốn người thì bao nhiêu? Và chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của sự hiệp một là rất là lớn. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em một cái minh họa như sau. Thảo sẽ là nhân vật phù hợp. Thảo đưa tay ra. Rồi, mọi người nhìn tôi để nhá. Để thẳng tay tôi đẩy này. Đó. Một tay mà cũng còn khó này. Đó. Một tay khó. Bây giờ mọi người nhá, 5 cái tay để chụp lại với nhau này. Rất là nhẹ nhàng, làm lại. Một này. Hai người khó hơn. Ba người khó. Bạn này khỏe thật. Nào. Đó. Cảm ơn, xin cảm ơn cho bạn thầy bảo tay. Bạn mà luyện tập thể hình nữa thì khó đấy. Một cái ngón tay thì sức mạnh nó rất là nhỏ, nhưng mà khi nắm cái ngón, 5 cái ngón yếu đấy chụm lại với nhau thì tạo ra một cái sức mạnh rất là lớn. Khi mà hội thánh của Chúa, ma quỷ, một trong những cái chiến lược của ma quỷ nó làm là gì? Làm cho các thân thể, các chi thể trong thân thể của Chúa cứ tẻ tách ra. Và khi tẻ tách ra như thế thì sức mạnh nó sẽ rất yếu, không làm được việc lớn. Không làm được việc lớn. Nên khi mà các cái yếu đấy mà nắm lại với nhau thì nó sẽ tạo sức mạnh lớn. Vậy chúng ta hãy nhìn vào cái tay của mình đó.
Chúng ta để tay này, chúng ta sẽ thấy cái kẽ hở các bạn quý vị. Các bạn, quý vị sẽ thấy cái kẽ hở không ạ? Nè, chắc là tay bạn Thảo không có. Đây là thấy kẽ hở. Nhưng mà quý vị để hai chụm hai tay lại với nhau, hoặc là chụm lại cái tay người khác, thì quý vị có thấy kẽ hở không? Không thấy kẽ hở nữa. Nên sự hiệp một để làm cho cái khiếm khuyết của mỗi một chúng ta sẽ được che bởi cái khiếm khuyết của những người khác. Cái điểm yếu của chúng ta sẽ được che bằng cái điểm mạnh của người khác, và cái điểm yếu của người khác sẽ được che bằng cái điểm mạnh của mỗi chúng ta. Đó. Khi cần với đồ thì hãy nhờ bạn nam cao. Đó. Thì bạn ấy cao, bạn ấy có thể giúp bê đồ được. Đúng. Nhưng mà khi cần sức mạnh thì cần ai ạ? Vâng. À, những cái điểm yếu trong thân thể của Chúa khi đứng lại với nhau thì sẽ tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn. Đó lý do tại sao trong thế giới này có rất là nhiều cái tổ chức. Một trong tổ chức lớn nhất thế giới đó là tổ chức gì quý vị? Tổ chức United Nations, tiếng Việt gọi là Liên Hợp Quốc. Thì các quốc gia ở trên thế giới họp lại với nhau để hình thành một cái tổ chức chung, và tất cả mọi quốc gia thành viên đều phải đi theo cái quy định chung ở đó. Rồi bên cạnh đó thì còn có những cái tổ chức mang tính thương mại như là WTO, là World Trade Organization, là tổ chức thương mại thế giới. Thì khi Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại thế giới thì kinh tế cũng đã tăng vọt. Trung Quốc khi mà tham gia vào tổ chức thương mại thế giới thì kinh tế của Trung Quốc cũng tăng vọt luôn. Trước khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới thì Trung Quốc kinh tế cũng rất là giới hạn, và họ làm hết sức để được tham gia vào thành viên đó, và Việt Nam cũng như vậy. Và để tham gia thành viên thì còn rất là nhiều sự cam kết, rất nhiều sự cam kết. Nhưng mà khi đã được làm thành viên thì tất cả mọi người, mọi đơn vị, mọi quốc gia ở trong tổ chức đó đều có lợi ích của nó. Cho nên từ một cái đơn vị rất là nhỏ nhưng mà hiệp tác lại thì sẽ tạo lên một cái sức mạnh rất lớn. Đó lý do tại sao mà chúng ta biết rằng là ma quỷ luôn luôn tìm cách để phân rẽ thân thể của Chúa. Ta có nhớ cái lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện không? Trong một trong cái bài cầu nguyện cuối cùng, thì trước khi Chúa Giêsu đi tắt, lạy Cha xin khiến họ nên một. Không phải là lời cầu nguyện cuối cùng, mà một trong lời cầu nguyện trước cái giờ phút Chúa bị bắt. Xin Cha khiến họ nên một như Cha với Con là một. Chúa Giêsu nói như vậy. Xin Cha khiến họ nên một như Cha với Con là một. Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha chưa bao giờ tách rời nhau hết. Cho nên điều mà Chúa mong muốn đó là thân thể của Chúa luôn hiệp lại với nhau giống như là một để tạo nên sức mạnh. Bây giờ xin chiếu dùng cái clip. Trong sách Matthew đoạn 18 câu số 19 thì Chúa Giêsu nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì sao? Cha ta ở trên trời sẽ làm cho. Chúa Giêsu dạy nguyên tắc để nhận được sự đáp lời đó là gì? Hai người trong các con thuận nhau ở dưới đất. Đó. Thuận nhau dưới đất cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta sẽ làm cho. Tại sao lại phải là thuận nhau? Thế một mình cầu nguyện không đủ thiêng hay sao? Tại sao phải có thêm một người nữa? Dạ. Có những cái vấn đề thì chỉ một mình cầu nguyện là đủ. Cũng có những vấn đề một mình cầu nguyện không đủ. Có những vấn đề hai người cầu nguyện cũng không đủ, mà phải tập thể cầu nguyện. Có những vấn đề một hội thánh cầu nguyện cũng không được, mà phải là tất cả các hội thánh cầu nguyện. Ông bà anh chị em biết là để phá một cái tảng đá có khối lượng 5 tấn với có một cái tảng đá có khối lượng 1000 tấn với một cái tảng đá có khối lượng 1000000 tấn thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu rằng cần những cái loại bom mìn khác nhau, phải không bà chị em? Và cái khối lượng đá nó càng lớn thì cái lượng bom mìn cần nó phải, cái sức mạnh nó càng phải lớn hơn nữa. Thì cũng tương tự như vậy, có rất là nhiều cái quyền lực của bóng tối, quyền lực của tà ma. Và thế giới địa ngục nó cũng nhiều cấp bậc, có những cái loại quỷ vừa vừa như là tốt đen, có những cái loại quỷ nó lại cấp cao hơn một tí, có những loại quỷ nó cấp dạng cấp cao của nó, thì cái dạng quỷ tốt đen rất là dễ đuổi, nhân danh Chúa một phát nó đi ngay, và nó không có cãi cung gì cả, nó bảo ừ mày đuổi thì tao đi,
Nhưng mà có những loại quỷ cấp cao nó đánh lại mình, có những quỷ cấp đầu thì nó cực kỳ là kinh khủng. Cho nên là cần phải có những cái sức mạnh của sự hiệp một và sự sức giàu mạnh mẽ đến từ Chúa. Cho chúng ta cũng thấy là cái nguyên tắc mà Chúa bảo rằng là một người thì đuổi đó, 1.000, 2 người thì đuổi đó, được 10.000 luôn luôn là đúng trong cả tự nhiên lẫn trong lãnh vực thuộc linh. Bây giờ chúng ta xem clip. Con chim này là con chim đầu đàn, là con lớn là con đầu đàn. Cái clip minh họa này để cho chúng ta thấy rằng là khi mà cái con chim đầu đàn ở kia thì những cái con khác làm gì, những con theo làm gì, con theo đi theo cách riêng của mình, họ cũng hiện những con đấy nó hiệp lại với nhau, nhưng mà nó hiệp lại nó không có hỗ trợ cho con kia lắm. Khi mà con đầu đàn chuẩn bị rơi thì nó làm gì, nó để cho rơi luôn. Và khi mà con đầu đàn rơi thì chuyện gì sẽ xảy ra, những con cũng sẽ bị rơi, cũng bị ngã bật lông hết. Cho nên chúng ta thấy rằng là sự hiệp một nó luôn luôn nên tạo sức mạnh, nhưng mà sự hiệp một cho cái điều sai nó cũng sẽ tạo sức mạnh của sự hủy diệt. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của trong sách Sáng Thế Ký, khi mà Chúa tạo dựng cái loài người, lúc đấy thì chưa có các dân tộc, chỉ có một thứ tiếng thôi, và tất cả mọi người tụ họp lại với nhau và họ nói làm sao, chúng ta hãy xây một cái tháp lên đến tận trời. Hay nói cách khác là Chúa muốn chúng ta mở đi xây dựng các quốc gia, thì họ làm ngược lại ý muốn của Chúa và xây tập trung lại thôi, ở một chỗ thôi. Và sao nữa, và họ nói làm sao, ý của họ là gì, không cần đến Chúa, không cần đến cứu thế sẽ đến trong tương lai, tức họ có thể lên tận trời nữa. Và chúng ta thấy Chúa nói rằng là không gì có thể cản được chúng nó. Bản thân Chúa nói rằng không gì có thể cản được chúng ta, thấy không? Khi con người hiệp một lại với nhau thì Chúa nói không gì có thể cản được. Và Chúa chỉ có cách làm phá tan công việc của họ bằng cách là làm cho họ rối loạn, họ không hiểu nhau. Nhưng mà câu chuyện đó đã được ghi lại trong Kinh Thánh để khẳng định chúng ta biết rằng cái sự hiệp một nó tạo ra sức mạnh rất lớn. Khi mà hội thánh của Chúa hiệp một lại với nhau thì Chúa không thể không làm, vì hiệp một tạo ra sức mạnh. Khi mà chúng ta hiệp một lại với nhau thì địa ngục không thể không thua. Chúng ta xem một cái tiếp cái clip đấy, xem cái hình ảnh minh họa thứ hai. Tua đi một chút này. Quá.
Đây là cái minh họa tốt về làm việc theo đồng đội hay là sự cộng tác với nhau. Quý vị nhìn thấy con cua đầu đàn nhá. Con cua đầu đàn chỉ đạo. Dạ, dừng lại. Quý vị thấy không? Nếu như mà chỉ một con cua đứng đơn lẻ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì con kia nó sẽ ăn thịt liền. Nhưng mà khi có một con đầu đàn phát hiện ra thì con đầu đàn đấy sẽ chỉ đạo cho mọi người đứng lại với nhau, chỉ cần giơ càn nữa là con kia nó sẽ, kẻ thù sẽ bị thất bại. Chúa Giêsu có bao nhiêu môn đồ ạ? Có nhiều môn đồ, nhưng mà có 12 người gần nhất, gọi là 12 sứ đồ, người đứng những người đầu tiên. Và các khi mà Chúa Giêsu đi thì những sứ đồ làm gì ạ? Đi cùng với Ngài, ăn cùng với Thầy, ngủ cùng với Thầy, đó. Đi giảng đạo cũng đi cùng với Thầy, thì nó sẽ tạo ra sức mạnh. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với Giu-đa thì càng đúng. Giu-đa đã đi lẻ tẻ gặp ai? Gặp những thầy thông giáo. Và gặp những thầy thông giáo thì những người, ông thầy thông giáo nói, nếu mà người mà nộp Giu-đa, nộp Giê-xu cho ta thì ta sẽ cho người tiền. Chúng ta thấy không? Và cuối cùng thì Giu-đa đã bị ma quỷ đã bắt lấy. Khi mà các môn đồ đi cùng với nhau thì họ sẽ được bảo vệ. Nhưng mà khi đi tẻ tách thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ma quỷ nó sẽ bổ xuống. Chúng ta hãy nhớ rằng kẻ thù luôn luôn tìm cách để gây chia rẽ hội thánh của Chúa, gây chia rẽ trong vòng nội bộ hội thánh và gây chia rẽ giữa các hội thánh này và hội thánh khác. Mục đích để làm gì? Để làm yếu hội thánh của Chúa. Hội thánh không có sức mạnh được. Và khi hội thánh không có sức mạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Địa ngục nó sẽ thắng. Địa ngục nó sẽ thắng. Lịch sử hội thánh cho chúng ta biết rằng những nơi mà sứ đồ Phao-lô đã từng truyền giảng, như 7 hội thánh ghi lại ở sách Khải Huyền, sau khi ông truyền giảng thì người ta đã tin Chúa. Những nơi ở như là Thổ Nhĩ Kỳ, và hội thánh đã được thức lập rất là vững chắc và xây một cái tòa nhà rất là to, một cái trung tâm tôn giáo của Cơ Đốc giáo. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi mà Hồi giáo đến? Hồi giáo đã kèm càn quét, và 7 hội thánh đó, những hội thánh đó đã tan tành hết không còn. Và cái hội đường lớn vô cùng của người Công giáo bây giờ đã biến thành, sau đó đã biến thành cái tòa nhà của người Hồi giáo, vẫn còn cho đến bây giờ. Đấy. Và điều đó xảy ra vì sao? Vì khi mà hội thánh của Chúa không tập trung vào Chúa, khi hội thánh của Chúa phân tán ra thì không có sức mạnh nữa. Trong khi đó Hồi giáo thì nó có sức mạnh rất là lớn, nó liên kết giữa tất cả các quốc gia. Hồi giáo chỉ có một. Chúng ta thấy rằng là Công giáo, Tin lành và Hồi giáo có những điểm khác biệt về mặt tổ chức. Hồi giáo chỉ có một thôi, tức là anh theo Hồi giáo ở bất cứ quốc gia nào, nhưng mà anh đều có thể tạo thành một cái chuỗi liên kết của các nước. Còn Công giáo cũng như vậy, có một tòa thánh ở Vatican kiểm soát tất cả mọi hệ thống ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới này, cho nên nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Còn tin lành thì điểm tích cực đó là gì? Điểm tích cực đó là vì mọi người đều được tiếp cận với Kinh Thánh, đều được khuyến khích, được tự do để suy nghĩ, để cầu nguyện cho sự dẫn dắt của Chúa, cho nên là nó, cái điểm tích cực là mọi người đều hướng về Chúa và đều hướng về Kinh Thánh và đều có cái suy nghĩ riêng. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của tin lành là sự tách biệt. Có quá nhiều sự tách biệt ở giữa các hội thánh tin lành, cho nên là hội thánh tin lành không tạo được sức mạnh lớn ở trên thế giới này. Và đấy cũng là một trong những cái mưu trước mà ma quỷ nó dùng để mà tấn công hội thánh của Chúa. Và chúng ta cần phải vô cùng tỉnh thức và để thấy một điều rằng ma quỷ ngày đêm để làm phân rẽ hội thánh của Chúa. Nó đơn vị nhỏ nhất là đơn vị là gia đình của chúng ta. Khi mà nó đánh vào gia đình thì gia đình sẽ yếu, và gia đình sẽ yếu thì hội thánh sẽ yếu. Có những người sinh ra, con cái sinh ra là trong đạo, bố mẹ theo đạo, con cái sinh ra trong đạo, nhưng mà đến con thì về dối đạo, chối trong Chúa. Rất là nhiều
không phải chỉ hội thánh của chúng ta đâu, rất nhiều hội thánh ở trên Việt Nam này, con cái họ sinh ra ở trong gia đình có đạo nhưng mà lớn lên là chúng bỏ đạo. Tại sao? Vì ma quỷ, họ đã không lường trước được những mưu trước của ma quỷ nhằm phá tan gia đình của họ, và khi gia đình bị phá tan thì hội thánh cũng sẽ như theo. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 2 thì là tôi nói Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 2: phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Và Colosse thì là Chúa nói rằng là hội thánh được ràng buộc bởi những cái lắt láo, bởi những cái dây đằng, bởi những cái lắt léo, chứ không phải bởi những cái gì nó dễ chịu. Ông bà chị em hiểu cái từ lắt léo không? Có ai thích những cái đi trên đường lắt léo không? Anh thích đi đường thẳng, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói hội thánh được ràng buộc bởi những cái lắt léo, có nghĩa là mỗi người một kiểu, mỗi người một phong cách, nhưng mà Chúa lại buộc tất cả sự đa dạng lại với nhau. Thì đến hội thánh có những cái mà mình rất thích, mình làm ở nhà, nhưng đến hội thánh tự nhiên mình phải bỏ đi để mình đi theo với Chúa. Có những cái thói quen mình chỉ có thể làm được ở nhà, đến hội thánh mình phải bỏ đi vì đây là tập thể. Amen. Có những cái món ăn mình không thích ăn một chút nào, nhưng mà đến hội thánh mình vẫn ăn, vì cớ là để chúc phước, để cảm ơn những người nấu nướng. Có những cái món ăn mà mình rất thích ăn, nhưng mà đến hội thánh thì mình lại có thể không ăn để nhường cho người khác, vì đây là tập thể. Và sự hiệp một ở trong hội thánh là quan trọng hơn cả cái cá nhân. Trong sách Roma đoạn 16 số 17: hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đàn và làm người xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Kinh Thánh nói gì? Phaolô dạy ra những người mà nghịch lại với lời dạy dỗ của Phaolô thì phải sao? Tránh xa họ đi. Bởi vì tại sao? Những người đấy đến để gây chia rẽ hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh rằng điều gì mà anh em đã nghe, đã nhận từ nơi tôi thì phải giữ lấy. Đấy, và những cái điều nào á, những ai mà dạy trái lại với lời tôi dạy thì hãy tránh xa họ đi. Hãy luôn luôn nhớ điều đó, vì luôn luôn kẻ thù nó sẽ đến, nó sẽ giả dạng cho lấy Kinh Thánh ra để mà nó lừa dối mỗi một chúng ta. Và hãy tránh xa những người như vậy đi. Và những cái tinh thần thế nó sẽ bắt đầu nó khơi mào cho việc đi theo những cái tà giáo, khi mà không nghe những cái lời hướng dẫn của thầy dạy dỗ mình. Trong sách Hebrew đoạn 13 câu số 17 là Chúa nói: hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi những người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải cai trị. Chúng ta biết rằng là để có thể có sự hiệp một thì tất cả các thân thể, các chi thể trong thân thể của Chúa đều phải đi theo một người chỉ đạo. Chúng ta thấy cái hình ảnh của con cua lúc mà chúng ta xem đấy, phải có một con cua đầu đàn, con đấy sẽ làm gì? Tuyết còi chỉ đạo đứng vào. Chứ lúc đấy ông ấy đứng một góc hay sao? Ông nào đứng một góc là ông ấy chết. Đó. Phải, cái người đấy sẽ biết và chỉ đạo rằng là mọi người lên đứng ở đâu thì sẽ được an toàn, được sự bảo vệ. Cho nên trong hội thánh cũng như thế, Chúa đặt để những người lãnh đạo ở trong hội thánh. Trong đất nước thì Chúa đặt để những người lãnh đạo trong đất nước phải đi để dẫn dắt những người khác đi theo. Và Chúa yêu cầu người dân phải làm gì? Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo đất nước. Chúng ta thấy trong tư tưởng trong Kinh Thánh nhé, trong Kinh Thánh không dạy lật đổ chính quyền. Trong Kinh Thánh không dạy thế. Mặc dù chính quyền nó có cái rất nhiều điều tệ hại, nhưng mà tư tưởng trong Kinh Thánh ngay cả Chúa Giêsu không bao giờ dạy lật đổ chính quyền, mà lại dạy gì? Hãy vâng phục và cầu nguyện cho những là cầm quyền, để anh em lấy điều nhân đức và ở đời cho bình tĩnh an ổn. Anh chị em cứ nghiên cứu lại Kinh Thánh, Chúa Giêsu không dạy lật đổ chính quyền, Phaolô và sứ đồ không tập trung đến mà là sự tập trung. Mặc dù là lúc đấy thì La Mã đang đô hộ Israel, nhưng mà Chúa Giêsu không có đứng dậy để lãnh đạo dân sự giải phóng ra khỏi ách nô lệ. Người ta thấy không ạ? Tư tưởng Kinh Thánh khác với tư tưởng của chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta cần làm đó là cầu nguyện với nhà cầm quyền để Chúa thay đổi họ. Và cũng tương tự như thế, trong hội thánh cũng như vậy. Trong hội thánh cũng như vậy, Chúa luôn luôn dạy cho các tín đồ phải đi theo sự dẫn dắt của những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Chúng ta thấy rằng là một trong những điều mà ma quỷ
nó hay dùng ấy, để gây phân rẽ, đó là nó hay dùng cái câu nói là không cần phải nghe ai hết, chỉ cần nghe Chúa thôi. Và tôi rất nghe rất là nhiều trong các tổ chức. Tôi có một cái tổ chức dạy về cái điều này, nó rất là tốt, nhưng bên cạnh đó nó có một cái điểm yếu, đó là cái tổ chức thanh niên với sứ mạng. Họ tập trung dạy về lắng nghe tiếng Chúa, điều đấy rất tốt, nhưng mà nó mới dạy chỉ có một vế, dạy một vế lắng nghe tiếng Chúa là tốt, nhưng mà chưa đủ. Kinh Thánh dạy là phải ngừng vâng lời người lãnh đạo nữa. Vì sau khi tín đồ đi học lắng nghe tiếng Chúa xong rồi về chẳng nghe lời mục sư đâu. Vì ở đấy ở trường người ta dạy tôi rằng chỉ việc lắng nghe tiếng Chúa thôi, chứ còn ông mục sư hay là ai nói cái gì ngược lại với điều mà Chúa nói với lòng tôi là tôi không nghe. Thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái sự xung đột ở trong hội thánh địa phương. Chính vì vậy là một cái tổ chức rất tốt như vậy mà rất là nhiều hội thánh họ không chấp nhận, và hội thánh chúng ta cũng không chấp nhận cái tổ chức đấy, mặc dù cái hệ tư tưởng của nó rất là tốt. Cho nên tôi nói anh chị em rằng là có rất là nhiều người ma quỷ nó rất là khôn khéo, nó đến nó dỉ tai chúng ta, có những câu nghe rất phù hợp, nghe tưởng như rất hay, nhưng mà nó lại ngược lại với lời Chúa dạy. Chúa dạy chúng ta lắng nghe lời Ngài, nhưng Chúa dạy chúng ta cũng phải nghe theo người lãnh đạo của mình nữa, chứ không có chuyện là chỉ có nghe tiếng Chúa ấy. Bây giờ tôi học nhiều rồi, tôi tốt rồi, tôi giỏi, tôi chỉ có lắng nghe tiếng Chúa được. Chúa là trên hết, Chúa là số 1. Các ông sứ đồ Phaolô nói với hội thánh gì? Hãy vâng lời kẻ rất dẫn dắt anh em và vâng phục những người ấy, bởi vì những người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em như phải khai thị. Cho anh chị em trong hội thánh hãy luôn cẩn thận chú ý với những thầy giáo, những giáo sư mà nói những cái câu dạng như vậy. Vì họ nói như vậy nhưng mà ẩn đằng sau đó là họ dạy chúng ta, dạy tín đồ của hội thánh ấy, là đừng nghe mục sư của mình, đừng nghe cái người lãnh đạo của mình. Đấy. Và nó càng ngày nó càng dẫn đi sai lạc. Cái thẩm quyền Chúa ban cho những người lãnh đạo là rất là lớn ở trong hội thánh cũng như trong đất nước, và chúng ta phải tôn trọng cái thẩm quyền đó. Mặc dù là hội thánh là hội thánh của Chúa, nhưng mà Chúa lại giao cho con người để quản lý. Đó. Hội thánh là hội thánh của Chúa, nhưng mà Chúa giao cho con người quản lý, chứ không phải là Chúa trực tiếp Chúa quản lý. Chúa giao cho những người chăn, và Chúa giao cho người chăn nào và tổ chức nào thì người ta sẽ dẫn dắt và lãnh đạo hội thánh theo cách của họ. Cho nên những cái tư tưởng như thế này, hội thánh này không phải hội thánh của Chúa mà hội thánh của con người, thì rất là nguy hiểm. Những cái tư tưởng như thế, tôi đã từng nghe tín đồ nói như thế: hội thánh không phải hội thánh của Chúa, hội thánh của con người. Thế nào là hội thánh của Chúa, thế nào là hội thánh của con người? Tất cả các hội thánh thờ phượng Chúa Giêsu, tin vào Kinh Thánh đều là hội thánh của Chúa. Nhưng mà hội thánh đó được lãnh đạo, được dẫn dắt bởi ai? Bởi con người. Cho nên con người nào lãnh đạo thì người ta sẽ dẫn dắt hội thánh theo cái phong cách của họ. Để chúng ta để ý, hãy cẩn thận những cái tư tưởng như thế, rất là nguy hiểm. Nghe tưởng chừng như là rất thiêng liêng, nhưng mà đấy là những cái cách mưu trước của ma quỷ nó dùng để nó tiêm nhiễm vào đầu của tín đồ, để dần dần tín đồ rất là không muốn tập trung xây dựng hội thánh nữa. À đây là hội thánh của con người thì mình cần phải xây dựng hội thánh làm cái gì? Hội thánh của Chúa, hội thánh tôi mới là hội thánh của Chúa, tôi mới, anh phải đến đây để thờ phượng với tôi thì mới là xây dựng hội thánh của Chúa. Còn hội thánh kia là hội thánh của con người, anh mà xây dựng hội thánh con người là anh đi ngược lại với Chúa. Thì đấy là những cách mà ma quỷ nó dùng, mà chúng ta phải, anh chị em trong hội thánh và tín đồ phải rất cẩn thận vì những cái tư tưởng ma quỷ nó gieo vào trong tâm trí của những người chúng mình đấy, và để làm yếu hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói gì trong Corinto thứ nhất đoạn 4-15? Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo, nhưng mà có mấy cha? Chỉ có một cha. Cha đây là ai? Có phải Đức Chúa Trời? Anh xem lại, có phải Đức Chúa Trời không? Dầu anh em có một vạn thầy giáo nhưng cũng chỉ có một cha thôi. Ai là cha của hội thánh Corinto? Vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Ai là cha của hội thánh Corinto? Vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Ai là cha? Ai là bố của hội thánh Corinto? Đó là sứ đồ Phaolô. Mặc dù là có nhiều người là thầy đến dạy dỗ hội thánh Corinto, nhưng mà chỉ có một cha, ông Phaolô nói anh em chị em phải lắng nghe sự dẫn dắt của tôi, vì tôi sinh anh chị em ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên tín đồ của hội thánh của chúng ta cũng như thế thôi. Có nhiều người thầy đến đây dạy, và tôi cũng mời nhiều người, và anh chị em có thể nghe nhiều người trên mạng, nhưng mà chốt lại cái người cha thuộc linh của mình là phải nghe cái người đó. Vì
trong hội thánh có trăm người mà nghe, mỗi người đều nghe theo một ông thầy, thì chỗ này nó sẽ trở thành cái chợ. Người thì bảo phải tin lành City Gate thì mới đúng, người thì bảo phải hội thánh tin lành City Gate đúng, người thì bảo Hùng Vương mới đúng, người thì bảo không phải Hùng Vương mới đúng, người thì bảo là phải có thập cây thập tự thì mới ra nhà thờ, người bảo không có cây thập tự mới ra nhà thờ, người thì bảo có chữ tôn vinh với Chúa Trời, người bảo không cần. Nó trở thành cái chợ, ai cũng nghĩ mình đúng thì về hội thánh, người muốn người khác là làm theo cái điều đấy thì nó sẽ loạn. Chúng ta thấy là bất cứ một tổ chức nào thì phải có người cầm khỏe và có người cầm cờ, và mọi người phải đi theo cái người đấy. Xin chiếu dùng tôi cái clip. Đây là Môi-se, đoạn chiếu về Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chúng ta nhìn thấy ai đang cầm gậy đấy ạ? Môi-se đang cầm gậy. Đang tụ họp dân sự để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, và quân Ai Cập thì đuổi theo ở phía sau. Chúng ta xem Môi-se làm gì và dân sự làm gì. Chị em thấy rằng là chuyện gì đã xảy ra? Đó là Môi-se giơ gậy và bây giờ hãy tưởng tượng xem một người khác không phải là Môi-se mà cầm cây gậy đấy đập thì nước có ra ra không? Cây gậy đấy nó có khác gì so với cái cây gậy khác không ạ? Nó chỉ là cây gậy bình thường, nhưng mà điểm đặc biệt là cây gậy nó đều cầm ở trong tay của ai? Của Môi-se. Nhưng mà cũng cây gậy đấy mà người khác cầm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nước biển không thể ra. Cho nên Chúa luôn đặt để một cái người lãnh đạo là người cầm gậy hay cầm cờ hay người thổi còi, là người đi trước để dẫn dắt mọi người đi theo, và những người khác phải đi theo những cái sự dẫn dắt người lãnh đạo đấy, còn nếu không thì cực kỳ là nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng là Chúa đặt Môi-se là người cầm gậy, và Chúa đặt A-rôn và Hu-rơ là người gì? Là người đỡ thầy. Quý vị có nhớ câu chuyện không? Khi mà Môi-se giơ tay lên mỏi quá thì Aaron Hu-rơ đỡ hai bên, đỡ hai tay. Nhưng mà điều tệ hại nhất là ngày nay rất là nhiều người trong hội thánh lại muốn giật gậy của Môi-se, là rất nguy hiểm. Giật gậy của Môi-se là rất nguy hiểm, vì tại sao? Cây gậy đấy thay vì là điều phước mà nó lại trở thành điều họa cho chúng ta. Nên là bất cứ một tổ chức nào thì cũng phải đều đi theo sự dẫn dắt của cái tổ chức đấy, và cái hội đấy, và cái quy định chung đấy, hoặc là cái sự chỉ dẫn của người lãnh đạo, vì nó tạo như thế, nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy cứ thế mà tuôn chảy mà đi thôi. Còn nó bất cứ một tổ chức nào mà không có sự hiệp một, mọi người đi theo ai lấy làm theo ý mình cho là phải,
thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Trong thời kỳ các quan xét và Kinh Thánh có một từ kết luận về thời kỳ đấy: ai nấy làm theo ý mình cho là phải. Ông này ông thấy cái hay cái ông tự ông mời thầy tới lấy Levi vào về lập một cái bàn thờ và thờ, rất nguy hiểm trong thời kỳ của các quan xét là như vậy. Colosse là Chúa nói chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng, chạy thi là kẻ giả dò kiêm nhường mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình dục xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể sắp đặt kết hiệp bởi các lăng đéo và được sinh trưởng. Chúng ta thấy không, cả cái cơ thể nó có được tăng trưởng một cách mạnh mẽ bình thường là nó được liên lạc với đầu, với cái đầu. Cái đầu là ai? Đầu chính là những người lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa, ở trong một tổ chức. Và khi mà chúng ta kết hiệp, hiệp một lắng nghe sự hướng dẫn của những người lãnh đạo thì chúng ta sẽ được sự trơn tru, được sự chúc phước. Cho nên quay trở lại những gì tôi chia sẻ ngày hôm nay. Thứ nhất đó là chúng ta phải bước đi trong sự hiệp một. Làm thế nào để hiệp một được? Trong khi đó mỗi người một kiểu, đó là phải đi theo cái chung. Amen. Phải đi theo cái chung, phải đi theo cái sự hướng dẫn của những người lãnh đạo mình thì hội thánh mới có thể kinh nghiệm được dầu thánh linh của Chúa chảy xuống và kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Amen. Chúng ta có thể tăng trưởng và chỉ có thể tăng trưởng khi chúng ta bước đi trong sự hiệp một và muôn người như một để cùng thờ phượng, cùng xây dựng vương quốc của Chúa trên đất này. Amen. Chúng ta cùng đứng dậy.